chấn động, thầy Tử Vi hé lộ sự thật. Tuổi Tân Sửu sinh 1961, trời Phật độ mệnh, số phận sang trang, tiền vàng ùn ùn đổ về như nước lũ. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, giàu sang có tiếng. Quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, tài sản lớn nhất của một cá nhân chính là thời gian, một yếu tố vô hình. Nhưng nếu Tân Sửu tận dụng nó đủ tốt, nó có thể trở thành mọi vật chất hữu hình. Nó là một nguồn vốn của một cuộc đầu tư, có thể đưa Tân Sửu đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vậy nên Tân Sửu hãy ngừng lãng phí thời gian, ủ ê, chán nản vì những gì Tân Sửu đã trải qua trong đoạn thời gian vừa rồi. Nói chung không đáng. Cổ nhân có câu, nhân sinh bách túy ghi kỳ, con người ta dù có sống thọ đến đâu cũng chỉ được 100 tuổi là cùng. Ngày nay khoa học phát triển, đời sống ngày càng cao, con người có thể sống thọ hơn, nhưng không ai thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Vậy nên khi sống ở trên đời, cần phải đối xử với nhau sao cho trọn tình người. Người ta thường nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi người có tính cách sống khác nhau, có người hiền lành tử tế, lại có người xảo quyệt gian tà, cũng có người sống biết thương người để làm điều thiện, lại có người tìm cách lừa gạt hãm hại lẫn nhau, có người miệng nói miệng cười, nhưng trong lòng nham hiểm giết người không dao. Các cụ bảo khẩu Phật tâm xà là, vậy người tốt, người xấu, người thiện, người ác đang xen. Nếu chỉ nhìn bên ngoài khó thấy hết được bản chất bên trong, thế thái nhạt nhòa, hoa sầu rơi rụng, nhân tình tựa như giấy mỏng bay. Mỗi người Tân Sửu phải sống chân thành, thẳng thắn, lấy chữ tâm, chữ đức làm đầu. Ở đời ai cũng muốn có được cuộc sống yên vui, hạnh phúc, bình đẳng giữa người với người. Nhưng sự đời không được như thế. Một số người lắm tiền, nhiều của, cuộc sống một cách đế vương lại muốn ngự trị thiên hạ. Một số người thì có quyền cao, chức trọng, cậy quyền cậy thế mà chèn ép, áp bức bóc lột người khác. Sống như thế đâu còn là tình người, không khí cũng vì thế mà tiêu tan, họa mệnh cũng từ đó mà ra. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, mới đây nhất khi dựa vào cung mệnh và là số tử vi thì thấy rằng, bước vào thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch, người tuổi Tân Sửu sinh 1961 biết được điều này, ắt khổ nạn tiêu tan. Đặc biệt cô bác sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc, song lộc phúc tinh cùng cao chiếu, soi rọi cho vận trình của bản mệnh rực sáng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Tân Sửu có được sự giàu sang phú quý từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy chi tiết vận trình từ nay tới Tết 2025 âm lịch này sẽ diễn biến như thế nào? Tuổi Tân Sửu cần phải làm gì để đón nhận những cơn may đổi đời ơn trên ban cho? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết quý khán giả nhé. Người tuổi Tân Sửu sinh 1961 là tuổi con trâu, thuộc lộ đồ chi ngưu, sở hữu bản tính mạnh mẽ, độc lập và kiên định. Họ nổi tiếng với ý chí thép, khả năng chịu đựng cao và tinh thần trách nhiệm lớn. Tân Sửu 1961 luôn tự tin vào bản thân, có khả năng tự lập cao và không ngại đương đầu với khó khăn. Họ luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng và nỗ lực hết mình để đạt được thành công. Với bản tính kiên định và quyết đoán, Tân Sửu luôn đi đến cùng mục tiêu đã đề ra. Họ không dễ dàng thay đổi quyết định và luôn nỗ lực để hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất. Tân Sửu sở hữu khả năng chịu đựng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Tân Sửu luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân. Họ luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao và luôn sống thật với chính mình và với người khác. Họ ghét sự dối trá và luôn đề cao sự trung thực. Tân Sửu luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Họ cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh gây tổn thương cho người khác. Nhờ bản tính mạnh mẽ, kiên định và ý chí thép, Tân Sửu thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, biết cách truyền cảm hứng và dẫn dắt mọi người cùng nhau phát triển. Tân Sửu là những người cẩn trọng trong việc chi tiêu. Họ biết cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Nhờ vậy, họ thường có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tân Sửu là những người chung thủy, hết lòng vì gia đình. Họ luôn dành thời gian cho vợ con và luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Vận trình từ nay tới Tết 2025 âm lịch của Tân Sửu được dự báo là đầy khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để biến áp lực thành kim cương,
tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp, đồng thời mở ra hướng tài lộc phồn thịnh hơn. Vấn đề Tân Sửu cần tập trung giải quyết từ nay tới Tết 2025 âm lịch là khả năng cân bằng cảm xúc và duy trì tinh thần ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu từ nay tới Tết 2025 âm lịch cũng dự báo sẽ có sự thay đổi và định hướng mới trong công việc, nơi làm việc và môi trường sống có thể thay đổi. Tuy nhiên, tình cảm gia đình không được thuận lợi. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961 từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Đối với cô bác làm việc tự do, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, bản mệnh sẽ có những kế hoạch và hướng đi mới. Tuổi Tân Sửu cần tìm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư để đạt được thành công. Đối với người làm trong nhà nước thì từ nay tới Tết 2025 nay nên tránh thay đổi công việc và không nên mưu cầu danh vọng. Đối với người kinh doanh buôn bán, từ nay tới Tết 2025 âm lịch sẽ có cơ hội mở rộng đường kinh doanh và có may mắn trong buôn bán. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng và không mở rộng quá nhanh. Để tránh gặp khó khăn, người tuổi Tân Sửu nên tìm lĩnh vực kinh doanh phù hợp, nghiên cứu kỹ về các mặt hàng và khu vực kinh doanh. Đối với người bắt đầu công việc mới, Tân Sửu có thể gặp một số khó khăn và không đạt được thành công như kỳ vọng. Thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, Tân Sửu nên tập trung đầu tư vào các dự án nhỏ, không nên đầu tư quá lớn, để tránh gặp khó khăn cũng như có thể hợp tác đầu tư với người khác. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, Tân Sửu sẽ tỏa sáng bằng tinh thần trách nhiệm và khả năng lãnh đạo xuất sắc, thu hút sự chú ý từ đồng nghiệp và cấp trên. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, Tân Sửu cần ưu tiên quan tâm tới mối quan hệ với người khác. Tinh thần đồng đội sẽ hỗ trợ bản mệnh đạt được thành công trong sự nghiệp. Ngoài những thuận lợi, Tân Sửu vẫn có nhiều khó khăn chờ đợi, cơ hội thăng tiến không nhiều và sự cố chấp cũng như tư tưởng cũ kỹ có thể khiến Tân Sửu khó thích nghi với sự thay đổi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Theo các bậc thầy tử vi, từ nay tới Tết 2025 âm lịch, Tân Sửu sẽ phải đối diện với ảnh hưởng của phá thái tuế và sự hiện hữu của hung tinh mang đến những thách thức về tài lộc và tiền bạc, có nguy cơ mất mát tài chính đột ngột. Đối với nữ mệnh tuổi Tân Sửu, bản mệnh vẫn có nhiều điểm sáng về tài chính, nhờ có sự che chở của thái âm, những người tuổi Tân Sửu làm công việc ổn định, có khả năng kiếm thêm từ công việc bán thời gian hoặc bắt đầu những cơ hội mới, thành công trong công việc, có thể mang lại thu nhập ổn định và tiềm năng tăng trưởng tài chính. Tuy nhiên, từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, Tân Sửu nên ưu tiên phát triển cá nhân và cải thiện năng lực chuyên môn. Tử vi Tân Sửu từ nay tới Tết 2025 âm lịch cho biết, bản mệnh cần đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá mức. Tân Sửu không cần quá lo lắng, những thử thách, khó khăn sẽ trở nên dễ chịu hơn khi được sao lành phúc đức chiếu mệnh. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Xem tử vi từ nay tới Tết 2025 cho thấy, người tuổi Tân Sửu có thể có tin vui, tuy nhiên, tình cảm giữa vợ chồng không được tốt, có thể xảy ra xung đột. Gia đạo gặp những chuyện buồn phiền, Tân Sửu cần hạn chế các mối quan hệ bên ngoài và kiên nhẫn để tạo sự hòa hợp trong gia đình. Từ nay tới Tết 2025, tuổi Tân Sửu về mặt tình duyên sẽ trải qua những thăng trầm đầy đủ, cả sự may mắn và khó khăn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Xem tử vi từ nay tới Tết 2025 cho thấy, Tân Sửu cần quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt chú ý tới các vấn đề về xương khớp và huyết áp. Luận vận hạn của tuổi Tân Sửu từ nay tới Tết 2025 âm lịch cho hay, cô bác cần cẩn thận khi lái xe và chú ý để đau ốm được điều trị và phục hồi nhanh chóng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xét về phương diện công danh sự nghiệp,
của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch, xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định nhờ sự nỗ lực sau một thời gian dài, cũng có thể nhìn thấy trái ngọt đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn có nhiều cứng nhắc và thiếu sự linh hoạt. Trong quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, vì đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. May mắn là được cả thiên đức cát tinh và chính ấn trợ mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm. Tân Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại ban đầu. Có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường, mà tuổi Tân Sửu sẽ thuộc về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian mà tuổi Tân Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch, tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp dự báo đường tài lộc của Tân Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài và thứ tài, vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh buôn bán có lúc thăng trầm, lúc được lúc mất. Tháng này bạn có thể đầu tư nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước, may mắn được nhiều hơn mất. Bỏ vốn đầu tư bao nhiêu tạm thời thu về thành quả tương xứng. Dù chỉ ở mức hòa vốn nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn như vậy cũng được coi là tạm ổn, để bạn tiếp tục có động lực phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh mộ ở Tân Sửu sẽ có thể khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó việc đã xảy ra, cũng đừng mãi lớn cớn, hãy dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn là có thiên đức cát tinh soi chiếu, nên bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải những sai lầm quá nghiêm trọng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 9 âm lịch, trong tháng phương diện sức khỏe của người tuổi Tân Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian thì nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn. Khẩu quyết: sau sự nỗ lực trong thời gian dài thì bản mệnh cũng có thể nhìn thấy trái ngọt. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch, xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 hai con giáp cho thấy người tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ, quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc, nhưng mãi không thấy xong vì dường như mỗi lúc một nhiều thêm. Có cảm giác bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp, thế nhưng đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của bạn đang đi đúng hướng. Nếu là người làm công ăn lương thì lúc này bạn được công nhận về năng lực của mình, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu như công việc nhiều tới mức quá tải thì cũng nên xem xét lại. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ. Nếu cần hãy nói điều bạn mong muốn và nên nói ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch, tam hội nâng đỡ để con giáp tuổi Tân Sửu hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên,
Với lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ thì cứ từ tốn, chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian. Các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất Bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc, đi công tác mới, mong gia tăng tài lộc về mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì việc ra quyết định đầu tư mới không bị che mờ bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài, phát lộc đang tới. Con giáp tuổi Tân Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng, nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc bạn triển khai. Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của bản mệnh trong tháng này hơi nhiều, bao gồm cả tiền chi cho cưới hỏi, đám hiếu, ma chay. Những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn của bạn một số tiền kha khá. Thời gian này, bản mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư tiết kiệm. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bản mệnh còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Bạn muốn hiểu rõ nên có tiền vào đâu để sinh lời tốt và an toàn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa. Những việc này đang âm thầm phá hoại sức khỏe của bạn đấy nhé. Thời tiết này lúc nóng, lúc lạnh khá thất thường. Bạn nên mặc nhiều lớp để tùy tình huống mà thích nghi. Đừng để lạnh hay nóng quá, vì đó đều là nguyên nhân khiến bạn bị cảm. Nên ăn uống lành mạnh để gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc thì cũng phải đề cao các phương án an toàn nhất, tránh xảy ra sự cố. Khẩu quyết: hãy đối xử hòa nhã với người khác để cho mình một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là vàng và hồng. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng người tuổi Tân Sửu có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận những điều tích cực trong sự nghiệp xuất hiện vào tháng này. Dưới tác động của nhị hợp, bản mệnh có thể được phân công cho những công việc khá quan trọng, dù phải hơi vất vả một chút, song đó cũng là cơ hội để bạn khẳng định vị thế. Hãy luôn có cách lập kế hoạch và sắp xếp công việc một cách khoa học. Như vậy, bạn sẽ không rơi vào cảnh bối rối, không biết xử lý việc nào trước, việc nào sau. Hơn nữa, làm việc có kế hoạch cũng sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, bởi đây là một kỹ năng rất quan trọng đối với bất kỳ ai. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng đem lại tác động tích cực, giúp công việc của bản mệnh thêm tiến triển trôi chảy hơn. Dù gặp phải đôi chút khó khăn, bạn cũng không cần phải lo lắng, bởi xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ. Có điều, nguyệt lệnh lâm suy cũng đem tới ít nhiều tác động tinh thần cho bạn. Con giáp này thường xuyên rơi vào cảnh lo lắng, áp lực, sợ rằng mình không thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ được phân công. Theo tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Tân Sửu cho thấy, những lúc như vậy bạn chớ nên ôm đồm mọi chuyện ở trong lòng. Hãy tâm sự với người thân, gia đình hoặc những người đi trước giàu kinh nghiệm. Như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy hướng giải quyết cho mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 âm lịch, tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng. Nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí là vượt quá kỳ vọng. Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ được thị trường đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Đối với người làm công ăn lương, bạn nhận được các khoản thưởng nóng do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không phải lo đến việc cháy túi. Nếu muốn tiếp tục cải thiện mức sống, bạn có thể sắp xếp thời gian cho các công việc làm thêm. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi bắt tay vào làm để có thể kiếm được công việc phù hợp được, trả công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nếu có dự định bắt tay vào những lĩnh vực không quen thuộc, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của người đi trước giàu kinh nghiệm nhằm dễ dàng xác định hướng đi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.
tìm ra được phương hướng đúng đắn, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Tân Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 âm lịch này, bởi dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn trong quá trình làm việc. Hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc là xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi tinh thần căng thẳng, bản mệnh nên ra ngoài hít thở bầu không khí, tâm sự với người thân để được gỡ rối, chớ ôn mọi chuyện trong lòng. Khẩu quyết: công việc thuận lợi, bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là vàng và cà phê. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 12 âm lịch, xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Tân Sửu, hay còn gọi là tháng Cửu Mật, người tuổi này được dự báo là phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình tháng mới có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn thì mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao, nên con giáp này phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, bạn tốt nhất nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao, thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất công việc có tốt hay không thì còn tùy thuộc vào sự tập trung vào nỗ lực của bạn tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ. Tháng này nên hạn chế xử lý những việc lớn, đặc biệt tháng này tuổi Tân Sửu chịu tác động bất lợi của hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh, xuất hiện điểm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa. Yên tâm đón Tết, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc là mang việc về nhà để giải quyết. Dù có gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì, thì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận được những lời khen từ cấp trên. Có thể bạn còn có được một phần thưởng hậu hĩnh nữa đấy. Tuy nhiên, hãy thận trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 12 âm lịch, tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuy công việc vẫn còn, nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của bạn. Bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình, nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình. Trong tháng cuối năm với đủ chuyện để phải lo như thế này, tháng này dù tuổi Tân Sửu không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính không quá ảm đạm. Cũng bởi vì bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng, nên kể cả đã không có khoản thu nào đáng kể vào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết, phần nào bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các khoản kế hoạch sau Tết. Đối với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp, đòi hỏi bạn phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp. Có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Tân Sửu cũng đừng vội đưa ra những quyết định đầu tư vội vàng. Dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi tới thời điểm thích hợp hơn. Bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, bạn tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt ở thời điểm cuối năm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 12 âm lịch, trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Bước vào tháng Sửu, hổ khí cực dượng, khiến thể trạng và tinh thần của bạn trở nên yếu hơn bình thường,
cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ, nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Khẩu quyết: bản mệnh phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong có đột phá. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu cà phê. Trên đây là tử vi của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.